Xin kính chào quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ban chấp hành, quý hội đoàn, đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa. Trong những giây phút cuối cùng của mùa vọng, trong tâm tình khát khao đón chờ ngày Chúa đến và trong niềm vui của toàn thể nhân loại, hân hoan đón chào mầu nhiệm Thiên Chúa sinh ra làm người, một siêu tác con người không thể hiểu thấu được, ngoại trừ một lý giải căn bản và cuối cùng. Đó chính là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người trong đêm hồng ân, đêm nhiệm màu này. Chúng con, ca đoàn Tam Biên, ca nhóm chiều thứ bảy, xin được cùng với tâm tình này, cùng với mọi người, cao dâng chào đón Chúa Hài Đồng qua hai nhạc phẩm Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời và Joy to the World sẽ được trình bày sau đây. Chúa đến mang lại an bình cho nhân loại, sưởi ấm tình yêu cho những tâm hồn nguội lạnh, hạnh phúc cho người sầu khổ và phúc lành cho người cật trông. Thiên Chúa giáng thế mang lại niềm vui vô bờ bến đến muôn loài. Ngay cả trên trời cũng vui theo với nỗi hoan lạc này. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Nhạc phẩm gần như không thể thiếu được trong những mùa lễ kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh, như mang lại, ôn lại cho mọi người, cho nhân thế biết tình yêu vô bờ của người. Đêm nay, con Chúa giáng trần. Đêm nay, Thiên Chúa thực hiện lời hứa của người khi thủ đất trời còn hoang vu, thủ con người đã phản bội lại người. Nhưng đêm nay, Ngài xuống trần mang theo món quà quý giá nhất cho loài người, món quà tình thương tuyệt vời, món quà cứu rỗi, một tuyệt tác vô tiền khoáng hậu. Thiên Chúa trở thành con người phàm, hóa thân thành người tầm thường nhất, sinh ra trong hang bò lừa nghèo khó, lạnh giá. Bản thánh ca Vinh Danh Thiên Chúa, sáng tác của cố nhạc sư Hải Linh qua những lời nhạc, cung nhạc thật gần gũi, nhẹ nhàng, thấm sâu trong lòng người với hồn nhạc thật rung cảm, lắng yên. Người trần gian.
vũ trụ còn đang giấc mơ màng, khi con người còn đang vui thú gian trần, quên đi đấng tạo hóa đã dựng nên mình, Ngài đã đến, đến trong lúc con người không ngờ. Ngài đã đến không với kiệu vàng cung đón, Ngài không đến với xiêm y của bậc vua chúa, Ngài cũng không đến để được vinh quang, vinh dự của một vị vua. Ngài đến trong nơi bần hèn, cơ cực nhất, máng cỏ thay cho giường vàng nệm ngọc, hơi ấm bò lừa thay cho mái ấm cung điện. Giáng sinh, món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người, cho nhân loại, người con yêu dấu của Ngài. Xin hãy cùng vui, cùng say với cả nhân loại trong niềm vui vô bờ này, vì bình an đích thực đang đến với chúng ta. Chúng con cũng xin kính chúc quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý ban chấp hành, quý hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa và gia đình một mùa lễ tràn đầy tình thương yêu của Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Và để kết thúc cho phần diễn nhạc vọng Giáng sinh hôm nay, là một nhạc phẩm vui tươi, diễn tả niềm vui của toàn thế giới đón chào Chúa Hài Đồng Giáng sinh. Nhạc và lời ngoại quốc của tác giả tài ba Isaac và Joyce Frederick Handel, được nhạc sĩ Hồng Trần chuyển dịch qua lời Việt. Nhạc phẩm Đêm Muôn Sao, Joy to the World. Thank you.
đời.